don't understand what's going on here. Cái này là nhiều event quái hơn nhá, là tỷ lệ chết cao nha. Gì đây? Ôi, giờ sao lại có 5 thằng một giường này? Chúng ta leo lên nhà ngủ, ố đùa, nhanh thế. Nhưng mà, 10 giây mà. Ui, chia nhau mà sống thôi. À, xe đến. Rồi thằng nào giàu nhất đi đón cửa đi. Xe bắn đón thế. Cửa đi. Đón cửa đi, mở cửa đi. Mình nhiều tiền nhất mình mua mèo đuổi quái. Được rồi. Cô bị nhấn nhầm cái mức này. Không, nó tự động mở chứ tao không mở được. Mấy thằng này treo. Monster all gone for now. No, don't leave me alone. Mở cái TV kìa. Tại này nè. Lấy TV à? Yeah. Ủa? Ủa? No. Quay. Chạy đi. Hình như animal có bay mà. Có khách mời này mày. Tao có rất là nhiều tiền. Thằng bạn cùng phòng nó cho một tiền đó. Cái bộ xíu nữa. Thằng bạn cùng phòng cho nhiều đồ đấy. Bộ xíu nước. I'm dead. Rồi đi. Sống không? Tuy nhiên là mày chết ở đó thì tao phải sống rồi. Một thằng chết vui nhưng mà tao bị kẹt rồi. Ủa tao hơi bị giảm. Ngật. Mình nhận với ma quỷ rồi. Chạy đi Nam ơi. Ủa má cái gì vậy? Chạy đi. Lên. Rồi nó chết rồi đó, còn mỗi mình tao. Rồi thấy sang nó đứng ngay đây. Sao mày đứng đây? Rồi nó chết rồi đó. Rồi còn mỗi mình tao vậy. Yes, của mày đó đấy. Thanh niên này giàu hết. Cửa. Con gì vậy? Quỳ giường. Đói quá, tủ lạnh nhà này nghèo thế. Không có một tí đồ ăn luôn. Tao có cái laptop này. Cái laptop này không lên nguồn. Tao vừa lộng tiền. Anh chơi cái gì mà có cái tủ lạnh đâu này. Quầy. Ê, nhà này nghèo quá, không có. Quầy đâu rồi? Sao mà thấy tối o mà mày? Chạy đi. Cái lùng ấy. Mày chết rồi thì tao sẽ an toàn. Tuyệt vời. Tao cũng chẳng nhiều gì hết, như sắp tối ông. Mày nhấn F để bật cái máy thôi. Nghe nhà này nghèo VL.
Nhà này nghèo vãi, đều có tủ lạnh. Ủa sao tao bị đi đâu rồi? Mày cứ xin tao. Ủa mày chết rồi, tao thấy tao thấy cái xác của mày á. Tao đi. Tao đi lên cầu này. Tao đi ra ngõ kẹt. Ôi con chó hả? Chim kìa. Con gì vậy? Con chó. Con chim. Mày đâu ra con chó vậy? Mày nhấn nó đi. Cái lúc mày tới gần nó có cái nút á. Đúng. Bết. Oh shit. Ui nó ỉa ra một bãi này. What the. Mẹ mày. Nó tao chưa cho ăn gì mà nó ỉa ra một bãi rồi. Mẹ gì ở nhà. Nó hên quá. Hên cho mày á. Cái này là không phải nhà của tao, mới là nhà của thằng khác. Tiếp nữa. Đủ má. Tao còn tiếp nữa kìa. Con gì vậy? Con gì vậy? Quậy á. Quậy á. Ừ. Tao cứ chạy rồi á. Cái né cái quả này quá hả? Ôi thật gì rồi. Cái vòi nước rồi. Cái gì vậy? Sau lưng mày cái vòi nước rồi. Ờ. Tao đi rồi. Adu. Oh. Ê, tao tự nhớ tao tủ lạnh này. Oh shit. Dude. Ôi. Ôi. Làm chim nữa nè. Hello. Ôi. Đây. Ra đây. Man, tao tao bị kẹt trong tủ lạnh rồi. What the fuck? Tao mày lại vô đó. Mày nhảy nữa thôi. Tao bị kẹt trong tủ lạnh rồi. Oh shit. Cái gì này? Đục, giáng sinh hả? Đục. Giáng sinh là mày. Tao ra rồi. Giáng sinh. Oh shit. Có ai vô nhà mình đi coi Giáng sinh hả? Không, đã là mùa đông rồi. Và tao có thể thấy Olaf ở bên ngoài. Olaf mà không có mũi mà. Olaf này hơi vui nha. Cái gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao có con mắt ở đây? Nó đang nhìn mày kìa nào, nó nhìn mày rồi. Hello bro, what you want? Lầm nào? Không, tao không nhảy được nha, nhưng mà tao không chạm vào nó. Tại nhìn nó chỉ nhìn tao bây giờ. Không nhìn mày. Giờ nó nhìn tao. Hình như nó nhìn người đứng gần nhất đấy. Ôi bắt đổi, bắt đổi. Ủa là sao? Bro, sao chết rồi? Mày chết chưa? Chưa, mày chết mà, mày chết thôi. Tao chết được. Thằng này đây, thằng nhìn đi. Con mắt nó đỏ á. Con mắt nó đỏ á, nghe nó không di chuyển. Con mắt nó màu đỏ là không được di chuyển. Đấy, nãy mày đứng yên mà đúng không? Hôm nay tao đi vô phòng. Đấy, mắt đỏ là đứng im nha, mắt đỏ là đứng im nha. Ý là nó không thấy mày nên chắc nó không biết đó chứ. Mắt đâu? Mắt đỏ là đứng im. Chắc nó đổi sang nhìn mày. Tại nó không thấy tao thì sẽ đổi sang mục tiêu khác thôi. Tớ đi vô phòng mà. Tớ đi vô ngắm cái gương này. Mình ngắm sự đẹp trai của tao. Mọi người cái mũ là che mất cái mặt rồi. Có đủ. Tớ chết rồi. Mắt nó đỏ kìa. Tuyệt vời. Hả? Cái gì này?
What the fuck? Nam ơi. Kỳ vậy. Nam ơi. Kỳ vậy. Kìa. What is it? Rồi quát cái TV được. Cái TV. Ê, mày vô luôn hả? Ok. Ok. Okay, but please welcome. Now. Ôi cái leo này mọc dài thế. Holy moly à. Uầy, leo mọc dài mày. Nó chê hết cả cái chê hết cả cái ui. What the hell man. Con gì vậy? Để biết mà. Tại sao tự nhiên mấy cái rêu à? Wow. Tại sao mày ném mày nghe tiếng của nó không? Không à? Không. Ủa? Nữa hả? Gì đây? Đèn đỏ là không đi được rồi. Mày đi là mày chết đấy. Thôi đã đúng rồi. Để đi. Rồi đây. Nhanh quá. Không hiểu gì hết. Markiplier. Tao vừa bị jumpscare bởi hình một con khỉ đang cười. Rồi bị kinh con bưởi. Đó, nó chỉ là hình một con khỉ nó đang nhìn tao và nó cười chứ. Nên là ở cái nên đi đông rồi về hình. Go. Nó vừa hiện đỏ. Bây giờ nó tắt nó đi. Ơ lại con mắt nữa kìa. Nhờ đứng mắt đỏ đứng im. Đừng đứng trước mặt tao mày. Đừng nhớ ra đi. Vì tao di chuyển rồi mà. Rồi, một đứa đai. Tao không nói chuyện thằng khác rồi. Ấy. Không phải thứ đó chứ. À. Cái nấu á. Chạy đi. Má giờ mình không đó, có nó nhìn á. Mấy lần mấy căng. Nó đòi chưa? Chưa. Mày không biết cái gì vừa xảy ra đâu. Tao vừa bị kẹt với con quái vật đó mày. Ở trong tủ lạnh á. Đừng di chuyển. Mày này khó đó chứ. Đâu, tại nó đưa biết gì đâu. Không như con hồi nãy kêu gì cũng đai à. Thôi biến mất rồi. Ok. Nãy tao với con cái con mà trên này nè.
bị kẹt trong tủ lạnh. Tao vô 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 đây là cái nó không bắt được tao luôn rồi. Ô, vô 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 mày. Vô. Ờ. Mày lại giờ. Chọn một bên đi. Chọn bên kia đi. Vậy. Đi bên kia đi, trời ơi. Đi theo mày đừng đi theo tao nữa. Vãi, chịu luôn. Ê. Mày đừng có đuổi theo tao. Tao đâu có đuổi theo mày. Ơi, cái góc nhìn của tao là mày đang đứng im nhá. Không, tao thấy mày chạy mượt phải. Ừ, thì có mày lát mà. Tao có lát đâu. Mày chấm mày. Người ta thấy mày đi đúng rồi luôn, không lát. Bao nhiêu tiếng vậy? Ừ, nó rồi. Đừng có mới mày ơi. Còn mới, còn mới. Không, con này đã gặp rồi. Hai xa đều room. Này mày đứng giữa, mày đứng giữa đường như thế thì gì chết để đời nó bắt. Ừ. Gì vậy? Không biết nữa. Không thấy gì hết. Mở cửa, mở cửa. À, lại nhân viên. I'm rich. I'm fucking rich. Tiếng gì? Tiếng thằng nào đập vậy? Hả? Why you dead?